Con
không, con thấy túi bút nó tiện hơn. Với cả năm trước con dùng hộp bút rồi, chưa năm nào con dùng túi bút này, năm nay con định đổi. Thế sao con lại lấy hai cái? Một cái cho mẹ. Cảm ơn anh Băng nhá. Ừ, hai cái là hai của hai con giống nhau à? Rồi, ok. Bây giờ con đi sang bên kia của cái quầy này để con mua thức kẻ nha. Ok, chúng ta sẽ đi mua thức kẻ nha. Cuối cùng là bộ đồ dùng kỹ thuật. Ok, bây giờ đi thanh toán rồi chúng ta về nha. Em đem.